Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 26 tháng 1, thị trường xuất khẩu biến động giảm tại Indonesia, trong khi đó giá tiêu xô trong nước duy trì ổn định tốt. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch ngày 25 tháng 1 năm 2024, thị trường xuất khẩu được cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh giảm đáng kể đối với giá tiêu xuất khẩu của Indonesia. Sau nhiều phiên ổn định từ đầu tuần, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia trong phiên vừa qua đã giảm đi 35 USD trên tấn, với mức giảm là 0,31%, số mức giao dịch là 3.878 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu giảm tới 54 USD trên tấn, với mức giảm là 0,29%, số mức giao dịch là 6.115 USD trên tấn. Trong phiên vừa qua, ghi nhận giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil vẫn duy trì ổn định trên thị trường, với mức giá là 3.850 USD trên tấn. Còn tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu duy trì ổn định với mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Trong khi đó tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít và 550g trên lít giao dịch ổn định trên thị trường ở mức là 3.900 USD trên tấn và 4.000 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam là 5.700 USD trên tấn. Như vậy, tính đến ngày 25 tháng 1, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cao hơn giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia và Brazil. Thưa các bạn, ghi nhận tại thị trường các loại gia vị chính trên sàn Kochi Ấn Độ, giá tiêu đen nội địa của quốc gia này duy trì ổn định trong phiên ngày 25 tháng 1 sau khi giảm đi 10 rupee trên 1 kg. Hiện giá hai loại mặt hàng tiêu xô và tiêu chọn có mức giá là 579 rupee 1 kg và 599 rupee 1 kg. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ áp dụng đến ngày 25 tháng 1, hiện giá tiêu tại thị trường Ấn Độ có mức giá là 171.000 đồng và 177.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, thị trường hồ tiêu trong nước hiện nay đang bước vào những ngày cận Tết. Theo ghi nhận ở các địa phương trong nước, thị trường khá trầm lắng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Các chuyên gia nhận định thị trường tiếp tục giao dịch thấp từ nay đến khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch rộ mùa vụ năm nay. Dòng vốn hiện nay đang hướng về cà phê khi giá mặt hàng nông sản này tăng cao kỷ lục. Hiện giá cà phê ở Tây Nguyên đang bán quanh vùng giá là 75.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước hôm nay, ngày 26 tháng 1, ghi nhận ở các địa phương trọng điểm, giá hồ tiêu duy trì ổn định với mức giá thu mua từ 82.000 đồng tới 84.500 đồng 1 kg. Ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức 83.000 đồng tới 83.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức 82.000 đồng 1 kg. Mức giá 82.100 đồng 1 kg là mức giá hồ tiêu ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay giá hồ tiêu thu mua quanh mức 84.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 84.500 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 83.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, trên các diễn đàn, nhiều hộ nông dân dự báo giá hồ tiêu sẽ còn tăng cao, vượt qua mốc 100.000 đồng 1 kg và quay lại thời kỳ hoàng kim. Kỳ vọng trên không phải không có cơ sở, tuy nhiên thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Quan trọng nhất, theo các chuyên gia, là sản lượng vụ mùa năm 2024 tại Việt Nam. Hồ tiêu vốn là mặt hàng ít chịu ảnh hưởng bởi sự lên xuống của thị trường tài chính toàn cầu như cà phê. Do đó, thông tin quyết định đến giá tiêu chủ yếu là cân đối cung cầu giữa các bên. Các nguồn tin đều dự báo sản lượng tiêu năm 2024 của Việt Nam có thể giảm khoảng 10-15%. Tuy nhiên, theo phản ánh của bà con nông dân, ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm, tiêu có thể giảm tới 30%. Cùng với đó, tồn kho thấp nhất trong các năm thì nguồn cung thiếu hụt từ Việt Nam sẽ là nhân tố đẩy giá tiêu tăng cao trong năm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Phụ Nữ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.